Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là thầy giáo Hoàng Hữu Duy đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với lớp học đồng tính của Hoàng Hữu Duy. Sau một thời gian rất dài, 3 tháng, thì cuối cùng chúng ta đã có được bài học mới của ngày hôm nay rồi. Thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu với buổi học ngày hôm nay nè. Và nhớ đừng quên để lại cho thầy một like, một share, một subscribe, nhấn chuông nha. Và chúc mọi người một tháng tự hào 2024 thật vui vẻ và tự hào và thật đồng tính nha. Thì ok, một lời một khuyến cáo cho mọi người là ở đằng sau ngay đang quay ở cửa sổ thì đang trời mưa, thì Mouse BB và Vanilla Ellie đang tắm mưa rồi, thì cho nên là chỉ còn một mình thôi. Và cho nên là xin giới thiệu cho mọi người, người đứng kế bên mình ở đây sẽ làm cho cái bùa may mắn của mình, đó chính là bé chậu dễ thương Chao Bu, gọi là thiên thần hộ mệnh của mình. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Bài 3, các xu hướng tính dục. Ok, lấy tập, lấy sách, lấy bút ra, tới giờ học bài rồi đây. Chúng ta sẽ học về các xu hướng tính dục. Thì mở đầu cho các xu hướng tính dục ngày hôm nay thì sẽ là một phổ mà nghe cái tên thôi mọi người sẽ thấy rất là lạ, nhưng mà sau khi nhìn lại mọi người sẽ thấy rất là quen. Đó chính là phổ homosexuality, hay còn được gọi đến cái tên đơn giản hơn là lesbian và gay. Homosexuality được gọi là đồng tính luyến ái, là sự hấp dẫn tính dục, sự hấp dẫn lãng mạn giữa những người cùng một giới tính. Hai phổ thuật ngữ phổ biến nhất là lesbian và gay, đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Và nhưng mà cái từ homosexuality này cũng có thể gây ra rất nhiều tranh cãi, cho nên là hai phổ gay và lesbian tách rời nhau ra. Thì ý nghĩa của hai cái cờ này rất là khác biệt nhau. Cờ gay man được chế tạo chất đúc bởi gay flag block vào năm 2019 trên Tumblr, lấy ý tưởng là đại dương, mang ý nghĩa là tình yêu của những người đồng tính nam, rộng lớn và không có giới hạn như đại dương bao la. Màu xanh lá cây thể hiện cho cộng đồng, xanh hồng kết thể hiện cho sự hồi phục, màu xanh nhạt thể hiện cho niềm vui, màu trắng là thể hiện những nam giới không nhị phân hoặc chuyển giới, tức là những người đàn ông thuộc những bản dạng giới khác nhau. Xanh lam thể hiện cho tình yêu, màu tím thể hiện cho sự dũng cảm, và màu cam thể hiện cho sự đa dạng trong tình yêu. Còn cờ lesbian cũng là được chế tác vào năm 2019 bởi Catherine Baker, lấy ý tưởng là hoàng hôn, thể hiện cho tình yêu đồng tính nữ luôn luôn lãng mạn như hoàng hôn. Màu cam đậm thể hiện cho sự nữ tính, màu cam nhạt thể hiện cho cộng đồng, màu trắng thể hiện cho phụ nữ không dị phân hoặc chuyển giới, màu hồng nhạt thể hiện cho sự tự do, và màu hồng đậm thể hiện cho tình yêu. Và đại diện của hai phổ này là rất là nhiều. Và trước khi mình nói ra những đại diện của hai phổ đồng tính này thì mình xin có một lời cảm thán tới thầy giáo Hoàng Hữu Duy. Dạ, quá đẹp, quá đầu tư. Lần này đầu tư hơn hai phần trước rất nhiều. Lần này là tự làm slide cho buổi học này luôn, chứ không phải là lấy từ trên mạng như hai buổi trước nữa. Lần này có sự đầu tư chu đáo luôn. Thì ok, cái phổ gay man này cũng có rất nhiều đại diện. Bắt đầu từ ngoài đời thật nha, ta có Alan Turing, là partner của Harvey Milk, đạo diễn nổi tiếng Dan Savage. Tất nhiên là cũng sẽ có thêm Harvey Milk trong đó nữa, cái người mà như mọi người biết rồi đó, là cha đẻ của cái cờ cầu vồng và huyền thoại drag queen RuPaul. Trong cartoon cũng có rất là nhiều đại diện thuộc phổ đồng tính nam này nữa. Bắt đầu với Amphibia nha, chúng ta sẽ có Mayor Patrick Thurston và cộng sự của ông Thurston, Toddy, cùng với lại Mr. X luôn. RuPaul này cũng chính là người lồng giọng Mr. X trong Amphibia luôn, cái ông mà FBI luôn đi lùng nhà Atlanta trên trái đất nè. The Owl House, chúng ta có phụ huynh của Willow Park luôn, hai người cha Gilbert và Harvey Park. Chắc chắn là Lucky Lover sẽ thấy tự hào khi mà cả đại gia đình của Willow Park là nhân vật chính, là nhân vật mà Lucky Lover thích nhất trong The Owl House, đều có gia nguyên một đại gia đình là thuộc cộng đồng LGBT luôn.
Bác Gilbert và bác Harvey là đồng tính nam, cộng thêm Willow Park là pansexual nữa. À, từ từ mọi người, đợi mình xíu nha, mình đóng cửa sổ lại cái chứ giờ mưa ướt quá à. Từ từ nha. Ok, mình đã trở lại đây, trời ơi. Mưa to, gió cũng to nữa, đóng lại cũng khó luôn à. Lần đầu tiên trong cả cái mùa hè này mà làm bánh kem có mưa to tới như vậy luôn à. Từ tới đầu nhé, à đúng rồi, hết đi out house rồi, chúng ta sẽ lui xuống tới nhà Dead End Paranormal Park. Thì cũng có hai đại diện cho phổ Gay Man, đó chính là Barney Goodman và Logan Locks Nguyễn. Còn ai ở đây là fan của Harry Potter thì cũng có, thì chắc ai cũng nghe đến cái danh phù thủy Dumbledore rồi. Thì tất nhiên rồi, rất trùng hợp luôn, phù thủy Dumbledore cũng là một người đồng tính nam luôn. Ok, thì đã xong đại diện của phổ Gay Man rồi, ta sẽ đến với phổ Lesbian nào. Thì ở ngoài đây chúng ta sẽ có Stormy Delaware, là người đã khởi xướng ra vụ bạo hành Stonewall, Audrey Lorde, Angela Davis và drag queen Sally Pride. Và ở trong team thì chúng ta cũng có một đại diện của đồng tính nữ luôn, đó chính là Vanilla Ellie. Tất nhiên rồi, và Vanilla Ellie bạn gái của Mouse BB mà, rồi cũng sắp trở thành vợ luôn rồi. Cái hai nữa này chừng nào là đám cưới nữa. Ok, còn trong các tour thì chúng ta cũng có khá đại diện nữa. Bắt đầu từ Steven Universe, một trong những cartoon mà Lucky Lover cũng hay xem nhất luôn, bao gồm là Ruby và Sapphire, Hồng Ngọc và Ngọc Bích kết hợp với nhau thành Ngọc Hồng Lụ cùng với chị Ngọc Trai nữa. Còn trong The Owl House thì tất nhiên chúng ta có Amity Blight rồi, bạn gái của Luce. Còn trong vũ trụ Sira cũng có Katra và Adora, Scorpia và Perfuma. My Little Body cũng có khá đại diện, nhưng mà mình sẽ chỉ chọn hai cái tên chính thôi, Rainbow Dash và Applejack. Rồi trong vũ trụ Amphibia chúng ta cũng có Đại tướng Yunan và Lady Olivia. Mình không cần phải nói gì về hai người này nữa. Ok, thì phổ Homosexuality đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phổ xu hướng tính dục khác nha. Đó chính là phổ của mình và Zhao Bu, song tính luyến ái bisexuality. Thì bisexuality, song tính luyến ái, là sự hấp dẫn với cả hai giới tính và có thể hấp dẫn bởi yếu tố giới tính luôn, có thể dựa trên sự tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn hoặc tính dục. Và mọi người ơi, đừng có nói cái câu bisexual và pansexual nó có gì khác nhau đâu. Không, bisexual thì bi có nghĩa là hai, còn pansexual có nghĩa là nhiều. Thì từ bi trong đây có nghĩa là hai, là có thể dẫn với hai giới tính. Và một cái phát không hề vui, ngày xưa bisexual cũng bị rất nhiều người chơi là nửa gay nửa thẳng, và cũng lại bị chơi là những người không chung thủy. Nhưng mà nó không phải như vậy đâu, đó là 100% xu hướng tính dục của bạn, không có cái gì gọi là không chung thủy gì hết, hay là nửa gay nửa thẳng gì hết, mà là 100% của bạn. Thì màu cờ bisexual cũng có ý nghĩa rất đặc biệt, được chế tạo bởi Michael Page vào năm 1998. Màu hồng có nghĩa là hấp dẫn với người đồng giới, còn màu xanh lam là sự hấp dẫn cho với người khác giới. Còn màu xen giữa đó chính là màu tím, có nghĩa là sự hút tính dục với cả hai giới tính. Và biểu tượng của song tính luyến ái bisexual đó chính là lưỡi liềm song tính. Thật ra mình không có nhiều thông tin gì về cái lưỡi liềm song tính này, mình chỉ biết là biểu tượng của bisexual thôi. Thì đại diện cũng, mọi người xem này, rất là nhiều luôn, mình nhìn mà muốn chóng mặt luôn á. Cái gì vậy thầy giáo Hoàng Hữu Duy, trời ơi nhiều quá. Nhưng mà phải nói là trang trí rất là đẹp đó, nhưng mà đại diện thì quá nhiều luôn. Bắt đầu từ real life nào, đây là Therese, Rebecca Sugar, Dove Cameron và Anna Arcana. Bốn người này thì mình cũng không cần phải giải thích nhiều rồi, nhất là hai tên đầu này. Đây là Therese, Rebecca Sugar, hai người này không cần phải giải thích luôn. Đây là Therese chính là người chế tạo ra The Owl House, và Rebecca Sugar chính là người đã sáng lập ra Steven Universe, cũng như là viết lên câu chuyện cho
The New của Bubblegum Marceline trong Adventure Time. Dove Cameron đã tham gia vào rất nhiều dự án live action của Disney bao gồm Descendants. Còn Anna Arcana chính là người lồng tiếng cho Sasha Way Bright trong Amphibia. Còn trong tem thì rất là nhiều đại diện luôn, kể cả là có mình và Mouse BB ở trong đây luôn. Tất nhiên rồi thì năm 2022 mình come out là bisexual. Nhưng mà trước đó là 2021 thì Mouse BB là người come out trước, cùng với Vanilla Ellie luôn. Và năm ngoái lại có thêm một đại diện nữa là Orantia. Chúng ta có thêm Vanilla Delia hay gọi là Bác Delia, là mẹ của Vanilla Ellie. Và chúng ta có thêm Helian Chukmi, Yumi Miheri, YouTuber sub Exot Rotobaga và Yaobu. Và năm người này thật ra là cùng một người đó, chính là đây nè, còn đâu nữa. Đây nè, năm người mà có tận 5 nhân cách khác nhau luôn. Còn trong khách tour thì có rất là nhiều đại diện luôn, nhìn muốn chóng mặt luôn, có thể kể không hết luôn. Bắt đầu trong Amphibia thì đại diện chính là Sasha Way Bright. Còn trong huyền thoại Gravity Falls của Disney là có Wendy Corduroy. Và xuống dưới hơn nữa đó chính là The Owl House. Thì tất nhiên rồi cũng phải kể đến Lux Nocera, đại diện LGBT đầu tiên của Disney. Và chúng ta có thêm Hunter và bà Edaline Clatron nữa. Lùi xuống tới Adventure Time, chúng ta không cần phải giải thích thêm về hai nhân vật này nữa, Marceline Abadie và Bonnie Bell Bubblegum. Trong vũ trụ Hasbin Hotel, thật ra mình chưa xem phim này bao giờ hết, chúng ta có Charlie Morningstar và Cherry Bomb. Còn trong vũ trụ Sierra, chúng ta có công chúa Starlight Glimmer, Bermista, Bo, Anshota và Seahawk. Ôi trời ơi, nhìn cả đống đại diện mà muốn chóng mặt luôn á. Oh my god. Ok thì chúng ta sẽ đến với một phổ xu hướng tình dục thiểu số khác mà cũng bị hiểu nhầm rất nhiều. Đó chính là phổ toàn tính luyến ái pansexual. Thì phổ pansexuality, toàn tính luyến ái này là sự hấp dẫn tình dục hoặc tình cảm với bất kể giới tính nào. Như, hoặc là trong cách nói vui của cartoon là có thể thu hút với rất nhiều thực thể sống khác nhau, không quan trọng tới giới tính, quan trọng là được yêu là đủ rồi. Cái này là định nghĩa trong cartoon thấy cũng khá hài hước à. Và chữ fan trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tất cả, đó là tất cả giới tính luôn. Và nó khác biệt với bisexual hoàn toàn. Một lời cảm thán khác nữa cho ông thầy Hoàng Uống Di. Viết chữ quá đẹp luôn, chữ quá đẹp không thể tưởng tượng được luôn. Bởi vậy thầy này xứng đáng là hai lần vỡ sạch chữ đẹp được hạng nhì luôn. Quá đẹp. Thì màu cờ này được chế tác bởi Jasper. Thì Jasper nói hồng highlight sự hấp dẫn với nữ, và xanh da trời đầy sự hấp dẫn của nam. Xen kẽ thêm màu vàng đó là cuộc sống và sự hạnh phúc, cộng với việc sự thu hút với người phi nhĩ nguyên giới non-binary. Và chỉ đơn giản như vậy thôi, không cần phải thêm đại biểu tượng hay chú thích gì nữa hết. Thì đại diện ta cũng có Miley Cyrus. Cái tên này không cần một câu giải thích nào hết luôn. I can buy myself flowers. Không thuộc bài rồi, không biết thuộc câu đó thôi. Chúng ta có Bob the Drag Queen, cũng là một quán quân của RuPaul's Drag Queen Race, Demi Lovato và Mae Whitman. Mae Whitman ở đây mình cũng muốn giải thích thêm một chút, đó là chính là người lồng giọng cho Amity Blight của The Owl House luôn. Ô trời, người lồng giọng là pansexual trong khi nhân vật lại là đồng tính nữ. Trong team chúng ta cũng có hai đại diện cho phổ pansexual rồi, đó chính là Ice Cream Sarah, và năm nay là có Strawberry Jessie luôn. Trong cartoon thì chúng ta cũng không có nhiều đại diện cho lắm, bởi vì đây là một xu hướng tính dục theo phiên bản theo bản thiểu số rồi. Ta có Ally của trong vũ trụ Amphibia, Willow Park của The Owl House,
Rose Quartz của Steven Universe và Hush và Valentino của vũ trụ Hushbin Hotel. Ok, từ từ mọi người nha, mình sẽ uống nước cây khô hỏng luôn rồi đó. Tôi về lại cây. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Nói nãy giờ khát khô hỏng rồi đó. Hãy nhớ uống nước đầy đủ nha, tốt cho sức khỏe. Thì ok, trước khi qua một phố xu hướng tính dục cuối cùng trong ngày hôm nay thì tiếp tục lại phải cảm thấy vậy ông thầy phải gì nữa. Bức tranh trong một bức tranh trong bức tranh. Ôi trời ơi, quá đẹp luôn. Và lại còn có thêm bánh pancake luôn nữa. Không biết mọi người theo phe pancake hay waffle nữa. Giờ cả bao bông hoa ở đây nữa. Quá đẹp luôn. Ok, cảm thấy như là đủ rồi. Thì phố xu hướng tính dục cuối cùng ngày hôm nay thường bị truyền thông và các ông cách thường bị coi là không tồn tại hoặc là bị ghét bỏ luôn. Đó chính là phố vô tính luyến ái asexual, hay còn ngược lại với cái tên vui là ace. Thì phố vô tính luyến ái này là những người không cảm thấy hấp dẫn hoặc ít quan tâm đến chuyện hấp dẫn tính dục, nhưng mà họ có thể trải nghiệm các hình thức hấp dẫn khác như lãng mạn, gợi cảm hoặc thẩm mỹ. Khác so với lại một phổ khác là aromantic. Thì màu thì cờ này được chế tác bởi Asexual Visibility Education Network vào năm 2010. Màu đen thể hiện cho những người vô tính, màu xám cho những người lưỡng tính luyến ái và bán tính luyến ái. Đó là hai phổ xu hướng tính dục khác nhau. Và chúng ta sẽ học đó là một bài học khác. Màu trắng thể hiện cho tính dục hoặc là những đồng minh, không phải là vô tính luyến ái. Còn màu tím thể hiện cho cộng đồng người vô tính và những người song tính luyến ái. Những người vô tính luyến ái này luôn luôn cảm thấy những hoạt động tính dục này rất là nhàm chán. Đại diện thì không nhiều nhưng mà cũng mang ý nghĩa khá là nhiều. Chúng ta có Jaden Animation, một YouTuber về animation nổi tiếng ở nước ngoài, Carl Jacobs thuộc team MrBeast và Jasmine Benoff cũng là đồng sáng lập ra ngày Ace Visibility Day. Trong khách thua thì không nhiều nhưng mà cũng rất là tuyệt vời, là cool ngầu. Như trong The Owl House là có Lilith Lahantron và BoJack Horseman chúng ta có Todd Chavez. Và một điều nữa là những nhân vật Ace này thường nhắm tới những kẻ xấu như là Alistair trong vũ trụ Hushbin Hotel và Perry the Steven Universe. Và chúng ta cũng có thêm SpongeBob SquarePants nữa, một sơ quá huyền thoại cho những ai xem phim Nickelodeon rồi, nhưng mà mình thì chưa nha. Ok, thì đó là tất cả cho buổi học ngày hôm nay rồi. Thì mọi người cảm thấy là đã học được rất nhiều những thứ mới về các xu hướng tính dục khác nhau rồi. Thì mọi người biết là mọi người thuộc xu hướng tính dục nào thì comment nha. Còn buổi học hôm nay là kết thúc rồi. Đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe, nhấn chuông luôn nha. Và chúc mọi người một tháng tự hào vui vẻ nha. Còn bây giờ thì Hasuki.